Đầu tiên là mình sẽ bỏ cái clip này. Ồ, bây giờ mình đang cái là New York. Ồ, New York mà đang bỏ clip của gì? Hi, Udi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Udi, 안녕하십니까. Các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông nhớ Udi nhé. Và từ trước đúng bây giờ Udi chưa bao giờ đi sự kiện lớn như vậy luôn á. Bây giờ thì Udi lên xe đây. Nhìn từ bên ngoài vào, khu vực sẽ diễn ra sự kiện quan trọng của Samsung ngày hôm nay. Ta đang đi xung quanh Park Tây Sa Đà để phút đậu và chúng ta sẽ xuống xe xuống thôi. Bao xung quanh là cây nhỏ, cảm giác mát mắt của chúng ta. Và rất nhiều người trên xe hiện nay đang rất hồi hộp để đến với sự kiện của Samsung. Chào tất cả mọi người, mình đã tới rồi các bạn. Đây là một trong những sự kiện rất là lớn nhất trên thế giới. Cho nên là mình rất vinh dự là mình có thể tham dự cái sự kiện Samsung ngày hôm nay. Wow, cảm giác rất là hồi hộp. Udi rất muốn chia sẻ cho các bạn cái cảm giác này. Cái cảm giác Udi ngay bây giờ là hơi run, rất là hồi hộp. Udi rất muốn vào trong để mà xem Note 9 các bạn. Bây giờ mà mình sẽ xếp hàng ở đây để mà mình vào trong. Ở đây á, nếu mà vào đây thì các bạn phải có cái vé đúng không? Thường thì là mình vào thì mình phải có vé. Nhưng mà với Samsung thì người ta đã đưa cái QR code không cần tờ giấy. Có nghĩa là sao mình có thể bảo vệ môi trường được các bạn. Mình không còn tạo ra giấy và mình có thể tiết kiệm được và tiết kiệm tiền rất là nhiều được. Và hôm nay Note 9 cũng có thể tiết kiệm được các bạn. Còn tiết kiệm cái gì thì các bạn cứ xem tiếp tục nha các bạn. Các bạn ơi, ở đây toàn là màu xanh như đúng không các bạn? Blue World là vì mình chưa có bắt đầu, nhưng mà bây giờ một phút nữa sẽ bắt đầu các bạn. Và ở đây rất là đông người các bạn, siêu đông người luôn á. Ở tốt bên kia thì có một cái phòng có CEO của Samsung. Wow, mình rất là vinh dự, đó là mình đang ở với CEO và mình đang ở với media và rất nhiều những người đi chung với mình. Và anh Phil cũng rất là hào hứng và Udi cũng rất là hào hứng. Cảm giác giống như là mình đang xem một cái concert K-pop. Bắt đầu! Chúng ta đã tới đây rồi các bạn. Mình đang ở trên sân khấu như thế này. Và bây giờ mình sẽ tìm thử Note 9 ở đâu. Note 9 ơi. Wow, các bạn xem này. Me and I'm from Vietnam, but I'm Korean. I'm doing like a food blogger. Amazing. Yeah, thank you so much. So, yeah, so today I come here to try Note 9. Yeah, so it's awesome. It's awesome. So you're gonna just do that, and then this will turn to your touchpad for you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, bây giờ mình sẽ làm thử nha các bạn. Đầu tiên là chữ này touchpad đúng không? Okay, bây giờ đầu tiên là mình sẽ bỏ cái clip này. Ồ, bây giờ mình đang cái là New York. Ở New York mà đang bật click của Udi. Bây giờ xem nha, xem cái điện thoại nha. Làm vậy nè, lùi lại. Thì bây giờ mình vẫn chơi bình thường luôn. Ví dụ như là bây giờ vô cái mấy cái ví dụ email đi. Mà ví dụ có email đó, iGallery gì đó. Nhưng mà trong khi mình dùng cái điện thoại này
Còn cái màn hình này thì nó vẫn là click oxy. Wow, cái này rất là hay phải không ạ? Nếu mà oxy có cơ hội thì oxy sẽ mua cái này ngay. Còn các bạn thì như thế nào? Ok, bây giờ thì ngoài ra cái đó thì oxy cũng muốn thử cái khác, đó là nói chuyện với con chó. Nó cũng có liên quan đến quay dao, nhưng mà thật sự là cái con chó này thật sự rất dễ thương, cho nên là oxy muốn quay cho thử. Nó siêu bộ các bạn. Wow. Ồ, có cắn không vậy? Không biết là có cắn không? Có gì hả? Ồ, hay con chó siêu bự các bạn. 3 days later. Ta-da! Các bạn ơi! Mình vừa mới nhận được nút chi các bạn! Wow! Ở đây có bản New Gigabyte này nọ, là các bạn nhìn sau luôn là sẽ biết nha các bạn. Ở đây ghi tất cả mọi thứ ở đây. Đấy. Sao các bạn phải biết là pin này có thể xài được 2 ngày. Ở đây Samsung Galaxy Note 9. Yeah. Còn ở đây thay bút S Pen. Yeah. Đẩy lên. Okay. Đó. Wow. Wow. Cái này là màu xanh đại dương các bạn. Màu xanh đại dương không? Wow. Các bạn xem này. Đây là có gì ta? Ồ, trong đây có case luôn. Người ta tặng case miễn phí luôn các bạn. Tuyệt vời. Còn cái này thì mình có thể bỏ vào sim. Wow. Các bạn thấy cái màu không? Cái này là màu gì ta? Ok, bây giờ mình sẽ để cái điện thoại và case. Còn cái này là cục để lấy sim. Còn trong đây thì có gì các bạn? Trong đây thì có cục sạc pin này các bạn, có cục sạc pin. Cục sạc pin. Và cắm cho USB NTC này các bạn. Đó. Còn đó thì có dây sạc và có tai phone. Tai phone thì ở đây có ghi là AKG nha các bạn, AKG. Không biết là nghe có đã không. Còn cái này là gì các bạn? Cái này vừa rồi sẽ chỉ cho các bạn ha. Cái này là tai phone. Cái này là tai phone, cao su tai phone. Thì bạn nào mà tai nhỏ hay là tai lớn thì các bạn có thể lấy ra cái này xong rồi các bạn có thể chỉnh được nhá. Rất là đơn giản. Cái này chắc là mới luôn. Wow. Wow. Nó mềm quá. Wow. Bây giờ mình sẽ mở nha. Mình đã mở được cái nút 9 được rồi. Còn ở dưới thì các bạn có S Pen này. S Pen. Đó. S Pen. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ để setup tiếng Việt ha. Ok. Ok. Sau đó mình đã làm được cái mật khẩu rồi thì bây giờ mình sẽ bấm tiếp. Và một cách sắc thông minh hơn là nếu bạn đeo kính gần như mỗi lúc, hãy đeo kính vào để có kết quả tốt nhất. Đăng ký khuôn kính của mình. Mình là mắt khí. Ok, trời ơi, nếu mà mình lúc mà gầy chụp hình mà nếu mà lỡ mình mập thì sao ta? Và Bixby á, thì lần này thì rất là thông minh. Rất là gì các bạn, nếu mà dùng Bixby thì giống như là 6 giờ chiều nay ví dụ như là nhà hàng UCD, ví dụ như là có nhà hàng UCD thì họ sẽ đặt chỗ cho mình và họ sẽ gửi cho email. Wow, các bạn bỏ cái này đúng không? Và các bạn nếu mà bạn nào mà chưa biết dùng cái S Pen thì các bạn hãy đọc cái này cho biết ha. Cái này là cái gì các bạn? Trong đây thì có một cái giống như bông gòn nó xíu à. Mà thật ra cái này á là bút. Còn mình lấy cái bút này bằng cái này. Đó. Tại vì nhiều khi nó cũng có thể do, cho nên là mình cũng thay. Nếu mà các bạn xài cả ba cái này á, thì các bạn chạy qua chỗ Samsung thử có bán hay không. Mà cũng chắc chắn là có bán mà. S Pen. Điều khiển từ xa S Pen. Có nghĩa là nãy bấm hoài thì nó không có kết nối. Thì bây giờ mình sẽ vào thử. Cắm vào nha. Đăng kết nối. Ok, bây giờ cái này á là trong vòng 40 giây có thể sạc được hết. Và mình có thể xài được 30 phút và chụp được hơn 200 lần. Như là máy ảnh á, như là bấm cái này đi.
Nếu mà các bạn nhấn một lần thì các bạn có thể chuyển được chụp ảnh hay là chuyển đổi máy ảnh hay là quay video hay là không làm gì. Thì cái đó là tùy các bạn. Còn nếu mà bấm chặt như thế này, nó tự động bật cái camera. Còn nếu mà mình bấm hai lỗ ở đây thì nó sẽ đổi vị trí. Đúng rồi, đổi liên tục. Còn nếu mà các bạn muốn chụp hình thì các bạn chỉ cần ấn một cái thôi, một hay bắt. Đó. Cực kỳ dễ đúng không? Ok. Sau đó các bạn bấm cái này và Smart Select. Smart Select. Đúng không? Xong rồi gồm dây. Xong rồi đó mình sẽ vẽ. Ok, như thế này á, mình chỉ còn bấm tự động chọn. Đó, xong rồi mình sẽ đưa quay lại thì nó chỉ cắt đúng cái ảnh này thôi. Các bạn hứng thú thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Cơ bản thì các bạn phải biết là expand thì rất là tiện để mà chụp hình. Mình có thể rút thời gian được, ví dụ như là ngay bây giờ. Các bạn nếu mà muốn uống gì thì các bạn có thể ghi ngay cũng được. Ở ví dụ như là số điện thoại nha, số điện thoại. Nếu mà ghi email đúng không? Email ví dụ như là ok, thì mình vừa mới ghi số điện thoại với lại nguyên liệu mà mình sắp mua. Và đây là email, vì mình sẽ lưu vào một cái chú. Thì đây là cái thông tin mà mình vừa mới ghi này. Ở đây á, các bạn nếu mà để gần thì nó có thể gọi trực tiếp cũng được. Đó. Các bạn thấy hay không? Còn nếu mà quay lại tải Uchi, ngoài ra số điện thoại thì Uchi cũng có ghi email này. Bây giờ mình để sắp vô đúng không? Thì nó có thể nhận ra được cái chữ này là email. Thì mình có thể bấm lên để vào trực tiếp luôn. Thì mình ghi email luôn. Lung lung. Đó các bạn. Thấy chưa? Các bạn có thể ghi trực tiếp và do S Pen này các bạn có thể rút rất nhiều thời gian. Cho nên là Uchi rất là vui và từ bây giờ rút thời gian cuộc đời của mình được rồi đó. Ý là tiết kiệm thời gian nha, không phải là rút cuộc đời của mình, ok? Còn ngay bây giờ thì mình sẽ review cái đồ ăn mà Uchi đã mua ở New York bằng nốt chín các bạn. Đầu tiên là mình lấy S Pen nha. Ok, camera đi. Bấm hai lần thì mình đã mở được cái clip rồi. Bấm một lần là chụp hình, còn bấm hai lần là quay phim. Ok, một phải bắt. Đây là đồ mà Uchi mua ở New York này các bạn. Cái này là plums, có nghĩa là gì? Mọng khô các bạn, mọng khô. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Đây là mận khô. Quay đổ quá. Siêu ngon các bạn. Này không đường này. Thứ nhất là không đường, thứ hai là rất là tốt cho sức khỏe. Wow, ở đây nhiều lắm luôn á, bự lắm luôn á, một phép 59 kg, nhiều lắm. Hình như là cái này thì mười mấy đô á, mười mấy đô là bao nhiêu, là 300 nghìn, có 300 mấy. Các bạn phải biết là cái pin này á, pin nó chín á là có thể xài được 2 ngày, cho nên là từ sáng đến tối Uchi có thể đi quay mà cũng không cần lo là phải sạc pin hay không. Tại vì hôm qua, sáng hôm qua sạc, xong rồi thực sự là đến ngay bây giờ đâu có sạc đâu, nhưng mà vẫn còn pin. Thấy chưa, rất là tiết kiệm đúng không? Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi, và các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chung nhìn Uchi nhá. Thấy tiền không?